Để có thể ủng hộ cho mình và nhận được thông báo khi mình ra video mới, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hi, xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Hoàng Mai Game đây. Thì đối với video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái ứng dụng mà mấy hôm trước mình có tìm được và sau khi mình test, mình thấy ứng dụng này rất là hiệu quả luôn. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể tăng tốc độ mạng nè, từ mạng di động cho đến mạng wifi. Nó sẽ giúp các bạn có thể giảm ping game cũng như là tăng tốc độ mạng của bạn lên rất là nhiều khi các bạn sử dụng ứng dụng này. Thì không phải là mạng nào nó cũng phù hợp nha, nhưng mà các bạn có thể thử xem mạng nhà các bạn nó có ổn với cái ứng dụng này không. Nếu được thì các bạn có thể sử dụng luôn nha. Và nếu như mà nó phù hợp với ứng dụng này á, thì cái tốc độ nó được cải thiện rất là nhiều, cũng như là cái ping của nó khi bạn chơi game nó sẽ giảm rất là nhiều, nó sẽ ổn định hơn. Thì ok, chúng ta sẽ đến với ứng dụng này nha. Thì đây là ứng dụng rất là dễ dùng, các bạn chỉ cần một chạm thôi là các bạn có thể tăng tốc được cái tốc độ mạng của bạn rồi. Thì một hồi mình sẽ mở ứng dụng lên và hướng dẫn các bạn cách sử dụng nha. Thì để có thể download ứng dụng này về, các bạn sẽ kéo xuống phần mô tả video. Video mà mình đang ngồi nói chuyện bạn đây sẽ được link dẫn đến trang web này. Thì các bạn click sẽ hiện trang web này ra, xong các bạn sẽ kéo xuống phần tải về ở đây nha. Và các bạn bấm vào nút tải về cho mình. Thì nó sẽ hiện thêm một cái tab mới để các bạn có thể lấy link download. Thì mình nói luôn, cái ứng dụng này các bạn có thể áp dụng cho những cái tựa game như là, nếu như bạn để giảm ping game đó nha, thì các bạn có thể sử dụng cho những game như là Liên Quân nè, Free Fire, PUBG. Nói chung là những cái tựa game mà MOBA với FPS là các bạn đều có thể giảm ping được với ứng dụng này, rất là hiệu quả luôn. Thì ok, ở đây nó sẽ có cái phần chạy dây, các bạn phải đợi phần này chạy xuống không dây các bạn mới download được. Còn nếu như các bạn muốn tải nhanh á, thì các bạn bấm vào nút tải nhanh ở đây. Đó, thì nó sẽ hiện thêm một cái tab mới đây. Nếu như các bạn muốn ủng hộ cho mình thì có thể click cho mình một cái quảng cáo ở cái tab này để ủng hộ cho mình nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Còn nếu không thì các bạn quay trở lại với cái tab tải nhanh hồi nãy. Thì nó sẽ chạy bạn không dây rất là nhanh, các bạn thấy không? Thì sau khi nó chạy xuống không dây rồi, nó sẽ hiện cho chúng ta chỉ tải về đây, các bạn chỉ cần click vào nó sẽ tải cái ứng dụng này về chúng ta thôi. Thì ok, đây là ứng dụng ngày hôm nay mà mình chia sẻ cho các bạn. Bây giờ mình sẽ mở lên và hướng dẫn các bạn cách sử dụng nha. Thì cái ứng dụng này được rất là nhiều những người chơi game review lại là giảm ping rất là tốt, ổn định ping rất là ổn luôn. Cho nên là mình mới chia sẻ cho các bạn đây. Các bạn có thể thử với những tựa game mà các bạn đang chơi nha. Chắc là mình nghĩ là sẽ rất là ok đó. Đối với mình là ứng dụng này rất là ok rồi, nên là mình mới chia sẻ cho các bạn. Thì các bạn hãy thử trên ứng dụng của bạn. Và nếu như các bạn thấy nó ổn, cái tốc độ mạng được cải thiện, ping ổn định hơn, thì các bạn nhớ quay lại đây comment cho mình biết nha, cũng như cho mình xin một like và đăng ký kênh cho cái video này. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Ok, thì sau các bạn mở ứng dụng lên, nó sẽ có giao diện như thế này. Các bạn nó chỉ là giới thiệu thôi, skip đi. Thì ở đây các bạn có thể thấy được một cái phần là connect ở đây, có một cái nút connect ở đây. Thì đơn giản là các bạn chỉ cần bật lên thôi. Đấy, rất là đơn giản. Thì sau khi các bạn bật xong, nó sẽ có một cái biểu tượng chìa khóa trên này. Còn nếu như nó có hỏi các bạn á, là các bạn có cấp quyền để mà bật cái VPN lên hay không á, thì các bạn chọn ok cho mình nha, để nó tiến hành connect với cái VPN ảo này. Thì đây, nó sẽ có cái icon chìa khóa trên này là các bạn đã kết nối join đến cái mạng ảo này thành công. Và các bạn chỉ cần vào game để mà test thôi. Và cái hiệu quả nó đem lại rất là cao, nên là các bạn hãy thử ứng dụng này qua nha. Và nhớ quay lại comment cho mình biết. Thì ok, video mà mình chia sẻ bạn ứng dụng này đến đây là hết rồi. Xin chào và gặp lại bạn những video tiếp theo. Bye bye. Nhớ là đăng ký cho mình nha. Welcome to Arena of Valor. Get ready. Minions will be deployed in 5 seconds. Prepare to engage. Finger licking good.
hunger is real. Come closer. Time to feed. Get in my belly! Defeated. Finger licking good. Time to feast! Defend the base. Finger licking good. Get over here. Retreat! The hunger is real. Get over here! Cosmic power! Time to feed.
Your team has destroyed a tower. They were wicked good. Defeated. An enemy has been defeated. Double kill. An ally has been defeated. Retreat! An enemy has been defeated. Destroyed a tower. Get in my belly. Starfall. Onslaught.
closer. Time to feed. Has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Your tower has been